À, trong cái vấn đề mà gia đình của các con đó thì các con sẽ đưa cái bức thư của thầy mấy con. À, các con sẽ đưa bức thư Lê Trần Bảo Bảo Tranh hả con? À, con sẽ đưa cái bức thư con, bức thư của thầy cho gia đình, cho mẹ con. Đồng thời mẹ con đọc thì sẽ bà rất an vui chứ không có gì. Và đồng thời thì về cái đặc tướng của con thì con nên ôn cái một là cái định niệm hơi thở, hai là cái pháp thân hành niệm để tập cho nhuần nhuyễn, để đấu trì những chướng ngại pháp ở trên thân con. Thì đó là cái đặc tướng của con đang mang cái thân là cái đặc tướng, thì con phải tu tập như vậy để rồi con sẽ làm chủ được thân tâm của mình, để đến cuối cùng thì mình sẽ trở về tứ niệm xứ để mình giữ tâm bất động thanh tạng an lạc như sự nữa con, để cứu mình thoát ra khỏi cái kiếp tái sanh luân hồi. Để mà mỗi lần tái sanh luân hồi là mỗi lần đau khổ lắm mấy con ngồi xuống đi con. Còn nhân quả thì các con phải có cái thời gian phải học. Thầy đã có viết một số về nhân quả nhưng mà chưa đủ mấy con. Trong cái lớp chánh kiến năm đó thầy dạy 6-7 tháng rồi đó, mà vì cái duyên chưa đủ cho nên trong 6-7 tháng thầy dạy về nhân quả. Nhưng mà 6-7 tháng chưa đủ cái lớp chánh kiến là gì? Chánh kiến là cái hiểu biết đúng mà trong khi cả một cái vũ trụ như thế này đang bị quy lực của nhân quả điều khiển. Từ cây cỏ đất đá núi sông con người mọi hành động các con không nói ra thôi, làm thinh thôi, giữ tâm bất động thôi, nó không nhân quả. Mà mấy con vừa khởi nói vừa khởi nghĩ là bị nhân quả hết, thiện ác trong đó liên tục, cho nên bị chi phối. Thầy nói tất cả mọi cây đang đứng im vậy, gió thổi là bị nhân quả rồi. À, mấy con thấy trời đương nắng ráo vậy bỗng mưa ngập thì đó là quy luật của nhân quả. Có thể nói rằng tất cả những cái loài vật mà nằm ở dưới những đất, những đường đi, những cỏ rác mà ngập như thế này thì những con vật có còn sống được không? Đó là quy luật của nhân quả để giai cả trong cái kiếp sống của nó mà. Cho nên ngập lụt mấy con biết là vật nhỏ nhất như kiến trùng làm sao mà sống nổi, nó sẽ chết. Còn người ta thì nó còn cái phước hơn là biết làm bè rồi thiền rồi này kia rồi đi vớt với nhau. Mấy người đó trèo lên nóc nhà ngồi, mình ở dưới này mới chèo thuyền đi cứu, thì đó là con người. Chứ còn lơ mơ nó cũng trôi dạt hết, nó cũng chết hết chứ đừng nói chuyện. Cho nên vì vậy mà qua một cơn bão lụt mà nó ngập như vậy 5-10 ngày thì loài vật chết hết. Nhưng mà cái môi trường nó sinh diệt đúng không? À, nó ngập như vậy rồi bắt đầu nó ở trên cái môi trường mà ngập như vậy đó, nó là cái nhân quả mà nó diệt cái loài kia rồi thì cái từ trường nó họp lại, nó thành ra một cái loài ở trên nước, nó sống trong nước, nó sanh đẻ trong nước, nó ngào ra trên nước hết. Nhưng mà rồi khô nước xuống cái ba cái loài mà trên nước chết sạch hết đó. Cá nó cũng chết nữa mấy con, vì nó đâu có nước đâu nó sống. Còn những con nồng nọc, những con này kia nó ngập nước cái nó đẻ, nó sanh ra láng lên trời đất, tới chừng nước rút xuống cái nó chết hết. Không, nó chết hết thì bắt đầu nó khô lại thì cái loài nó hợp với cái loài khô nó mới sanh sôi nảy nở, kiến trùng này kia bò láng lên trời đất. Con thấy trùng trùng duyên khởi mà duyên tan, trùng trùng duyên hợp, nó hợp lại nó thành loài vật, mà nó hợp là nó duyên tan thì nó tan rã, nó làm cho tất cả các loài vật phải chết đi. Đó, mấy con phải thấy là cái quy luật của vũ trụ, quy luật của nhân quả nó ghê lắm mấy con. Ngồi đây vì vậy mà khi mà học nhân quả thì chúng ta cẩn thận từng hành động của chúng ta, từ cái lời nói, từng cái suy nghĩ của chúng ta, không khéo nó sẽ tạo nhân quả đó, nó tạo nhân quả để rồi chúng ta phải gặt lấy những cái sự đau khổ của nhân quả đó mấy con. Cho nên nó ghê lắm. Cho nên vì vậy mà muốn hiểu nhân quả thì phải học, học nhiều lắm, chứ còn học lơ mơ thì mấy con ít lắm. Mấy con không ngờ là một con người như mấy con ngồi đây mà mở miệng ra nói mà không ngờ là đi sanh ra một con người. À, cũng như mấy con thấy cái nhân quả, cái cây trái mà mấy con thấy cái cây nó còn sống kia mà tại sao nó lại sanh ra bao nhiêu quả, rồi những cái quả đó nó lại lên cái những cái hạt của nó lại lên thành những cây khác. Cái cây mẹ nó còn đây mà cái cơ con nó cũng sanh ra láng lình hết. Có thế, cho nên nó nhân quả, nó không có thể nó một mình được. Cho nên vì vậy mấy con cứ nghĩ là nếu mà có một cái linh hồn của một người thì sanh có người thôi. Còn bây giờ con người sanh nhiều quá như vậy, mấy con thấy nó từ nhân quả nó sinh ra mà, cho nên nó chưa đủ sức à. Chứ nó đủ sức nó không còn đất ở đó, nó sanh dữ lắm. Mà vậy mà cái luật của nhà nước đó hạn chế sự sanh đẻ, chứ nếu không thì nhiều quá thì chúng ta sẽ đói khổ. Mà bây giờ nó đông quá rồi tự nhiên nó cũng dịch nó chết nữa mấy con.
Nó mình sinh đông quá rồi tới chừng nó đói, cơm khát nước nó không đủ ăn, nó nheo nhóc, nó bắt đầu sinh bệnh. Nó sinh bệnh nó bây giờ dịch cúm gia cầm rồi, mấy con thấy mình cố gắng mình nuôi cho nhiều, thay vì một nhà nuôi con gà đẻ 5-10 con gà con thôi, thấy nó sợn sợn. Bây giờ đồng thời cái mình lập trại này kia, mình nuôi hàng trăm hàng vạn để cung cấp cái thực phẩm cho mọi người chứ gì. Không ngờ nó dịch cúm nó ăn, nó giết sạch hết 3 con gà. Mình ăn vô cái bị bệnh mình quản, không ai dám ăn hết. Mấy con thấy đó là cái quy lực vô thường, cái quy lực của nhân quả, nó đâu có để cái chuyện mà mình làm cái chuyện nó được đâu. Nó khó lắm, cho nên khi mà học thì chúng ta phải hiểu cái gì cái nhân quả cho nó thấu đáo. Cho nên khi mà người tu theo đạo Phật, người ta cẩn thận, người ta cẩn thận từng hành động của chúng ta, không để cái nhân quả nó chi phối của chúng ta làm những cái điều ác. Bởi vì vô tình chúng ta nói tiếng nói to tiếng với người nào là cái nhân quả ác. Còn cái chánh ngữ, ái ngữ chúng ta thì nó là nhân quả thiện. Mình suy nghĩ một cái điều đó mà có hại người nào đó, làm lợi cho mình, thì cái sự suy nghĩ của mình cũng là một điều ác. Nó, cái nhân quả nó đi trong ba cái hành động của con người: ý, ý hành, khẩu hành, thân hành. Nó ba cái hành động đó mà nhân quả nó đi. Còn chúng ta mà tu bất động thì nó đâu còn nhân quả nữa. Mà không còn nhân quả thì nhân quả đâu có chi phối, tức là mình làm chủ nhân quả. Các con hiểu không? Thầy ngồi đây tâm bất động, thanh tang, là vô sự, ngồi im lặng vậy, không nghĩ, không có gì hết, nó chỉ im lặng trong nó, thì như vậy đâu còn nhân quả. Mà không còn nhân quả thì thầy đã làm chủ nhân quả rồi. Cho nên vì vậy mà làm chủ nhân quả ở từ chỗ tâm bất động đó, mà cái thân nhân quả này đau nhất chứ gì, con hiểu không? Vậy thầy làm chủ cái thân nhân quả, thầy để bảo thọ là vô thường, đi, nó đi liền, tại vì thầy ở trong tâm bất động. Có biết không? Có biết không? Cho nên nó làm chủ nhân quả, chứ thật ra cái mục đích là chúng ta đang ở chỗ vô lậu, chỗ bất động, chứ không có gì khác. Còn mấy con chưa ở trong chỗ bất động thì tức là mấy con không làm chủ được nó, không làm chủ được nhân quả, con hiểu chưa? Cho nên tại sao thầy gọi là nhiếp tâm và an trú? Nhiếp tâm và an trú được ở trong một cái hơi thở của mấy con, thở ra thở vô chỉ có một duy nhất con hơi thở ra vô thôi, không? Đó là mấy con nhiếp tâm và an trú. Mà nhiếp tâm an trú được thì mấy con đẩy lui được bệnh. Còn bây giờ mấy con cao hơn một tầng nữa, mấy con không cần ở hơi thở, mà mấy con cần ở nhìn lại cái tâm của mình bất động, thanh thản, là vô sự, nó không còn nương vào hơi thở nữa mấy con, mà nó ở chỗ trạng thái bất động, tức là trạng thái vô lậu. Thì chỗ này còn tuyệt vời nữa, cái gì mà xâm chiếm vô cơ thể mấy con được. Bởi vì mấy con ở chỗ nó không đau không đớn không gì hết thì nó xâm chiếm mặt nó, mấy con ở đó lát nó hết đau, chứ khỏi cần ta thấy nữa. Đó là cái pháp của Phật, nó vi diệu đến cái mức độ như vậy đó mấy con. Cho nên ráng tu, thầy đã dạy mấy con những cái điều mà Phật đã nhắc nhở từ xưa đến giờ, mà được thầy dựng lên để giúp đỡ cho mấy con làm chủ được sự sống chết, làm chủ được nhân quả.